ông nội. Rồi ok anh em nha. Thì cái món này thì mình biết cũng khá là lâu rồi á, mình ăn gà cũng khá là nhiều, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên được thưởng thức cái món này luôn cả nhà ơi. Một mình á thì nên là mình mua có nửa con thôi, về mình thưởng thức như thế nào ha. Trời ơi, cái da của nó kìa, vàng ươm luôn, không hỏi mình cả nhà. Thì cái này nó có cho thêm cái nước chấm á, nhưng mà mình thì mình tự làm nước chấm của mình thôi. Trời ơi, cái đùi kìa. Cái này mình làm cái không luôn cả nhà. Điều gì mà thấy cái thịt nó khá là ngon rồi cả nhà ơi. Thịt chắc dài lắm nè. Ui giời, thơm quá cả nhà ơi. Mời tất cả anh em nha. Dạ khá giòn quá. Nói chung là cái món này người ta đã tẩm ướp một tí gia vị rồi. Mình ăn thì cũng có cái vị vừa ăn rồi đó nha. Cái này thì mình không có cần chấm gì, ngon lắm luôn cả nhà ơi. Trời ơi, cái da nó giòn. Ngon nha. Nghĩ thì nửa con này một người ăn là vừa cái nè. Món này ngon cả nhà. Vàng à. Này chắc là ướp nghệ gì mà nó khá là vàng. Vừa ăn. Bên trên nó có rưới thêm một lớp tiêu á. Khá là thơm.
tưởng tượng giống như gà đẻ trứng cả nhà. Thịt nó khá là dai đó. Mà cái món này người ta ướp là vừa ăn cả nhà. Miếng thịt này. Ngon. Đi bài luôn. Miếng nó nhỏ, dạ, miếng nó lớn quá, cầm nó khó coi. Và món này nó thêm rồng bi nữa là hết bài luôn. Thịt nó khá là dai, thơm. Còn cái phần cánh thì chắc là dai lắm. Nãy mình quên nhé, để lúc đầu mình chặt ra giờ ăn nó dễ. Ớt đi. Thịt ớt đi. Phê. Nói chung là ướp cũng khá là vừa ăn rồi. Cái da nó giòn ghê luôn cái này.
da giòn, nó giòn mà nó dai quá, nhai mỏi răng luôn. Wow, cái bằng cánh này chắc là dai lắm rồi. Nói chung cũng khá là ổn, khá ok thế này. Cả nhà mua về thưởng thức nha, ngon á. Ớt đây, da dai quá, bỏ bớt da. Cái phần ức thì chắc chắn nó sẽ ngon bằng đùi rồi, tại vì ức thịt nó nhiều mà nó bở, đùi chắc chắn nó sẽ ngon hơn nha. Còn phần cảnh, cảnh nó hơi bị dài. Gà này mình về mình chặt nhỏ ra mình coi xả cũng được luôn nha. Ngon quá. Nói chung thì cái phần này mình chắc chắn mình đang sẽ hết rồi, nhưng mà cái video của mình tại bây giờ thì nó khá là dài rồi cái nè. Nhưng mà theo mình nhận xét thì cái món này thì ăn ngon nha, được thì anh em cứ mua về mình dùng thử nha. Rồi ok anh em nha, có lẽ mình xin kết thúc video tại đây nha anh em. Nếu anh em thấy hay, hãy để lại cho mình một like, một share và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.